Dạ, Tố Lê xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Tố Lê đang đứng tại đường Lê Hồng Phong của thị trấn Vàng Giá. Đây là con đường Lê Hồng Phong. Về rẽ qua bên này là khu vực chợ huyện Vạn Ninh. Hôm nay là ngày 17 tháng Chạp, chỉ còn có 13 ngày nữa là Tết. Thôi thì Tố Lê xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng vào tham quan chợ huyện Vạn Ninh vào sáng hôm nay. Dạ, ngay tại đầu đường của đường Lê Hồng Phong, cô chú rẽ vào chợ huyện Vạn Ninh thì cái quầy đầu tiên là cái quầy của chị Vui đang bán trang trí những cái dây treo của trang trí những ngày Tết nè. Dạ, ở đây có bao lì xì luôn nè, có lồng đèn, dạ, có pháo luôn phải không? Dạ. Dạ, dạ. Rực rỡ luôn. Rồi tôi lên đi vào chợ nha. Đây là cái khu vực trước chợ huyện Vạn Ninh. Mấy hôm nay thời tiết tại Vạn Ninh á, mưa gió bất thường lắm. Nhiệt độ hiện tại bây giờ là 22 độ. Nhưng mà khí hậu ở đây nó khá là lạnh. Đây là cái quầy giày dép của Hương Huyền. Có nhiều quầy bánh kẹo đang bày bán ở phía trước chợ. Đây là quầy hoa. Ôi đẹp quá chừng luôn. Đây là quầy hàng của chị Hảo đang bán những cái dây treo trên cái cành mai nè. Rồi bán hàng mã bị lì xì. Năm nào cũng vậy đó. Chị Hảo này hay ngồi ở cái vị trí trước chợ huyện Vạn Ninh. Dạ, chị Hảo là bữa trước tôi lên có quay bán bánh mì ở ngay trước trạm của thị trấn. Dạ. Bên này là những cái quầy hàng quần áo. Đây là shop Thanh Phạm, chuyên thời trang quần áo nam và nữ. Ngay từ trước cổng của chợ huyện Vạn Ninh luôn á. Bây giờ thì đang mưa bay bay nữa nè. Khác với những năm trước thì năm này á, mưa gió thất thường lắm. Cho nên nó cũng ảnh hưởng đến cái việc mà buôn bán thu nhập của bà con ở đây. Sáng hôm nay thì thấy lượng người đến mua quần áo cũng khá đông. Chỉ còn có 13 ngày nữa là Tết thôi. Và đây là hình ảnh của chợ huyện Vạn Ninh thuộc tỉnh Khánh Hòa. Dạ, đây là cái cảnh quan ở phía trước chợ thôi nha. Tố Lê chưa có đi vào chợ. Đây là những cái nơi mà gửi xe. Phía trước thì có cái quầy hàng bán hành tỏi. Bên này là có bán mực, các loại mực. Kế bên cạnh thì có tạp hóa của Minh Tâm ngay trước cổng của chợ huyện Vạn Ninh. Đây là cái logo chợ huyện Vạn Ninh ở phía trước.
ngày Tết cho nên cái xe mình gửi xe cũng lên giá hơn. Chị ơi, bữa nay mình gửi xe mấy ngàn? 5 ngàn phải không? 4 cá, 5 cá. 4 cá, 5 cá chứ chưa lên giá à? Chắc không có lên giá. Tại chẳng nhiều vậy, 5 ngàn còn trên hoặc chắc gì cũng kêu hết rồi, cái gì mình xe được. À, chứ... Chị bán nó muốn xíu xíu mà 5 ngàn. À. Tất cả 5 ngàn. Em tưởng là sáng nay rồi gửi xe là giá 5 ngàn rồi chứ. À, thì có 4 ngàn cá, 3 ngàn cá, dạ, 5 ngàn cá tùy theo. Dạ, dạ rồi, cảm ơn chị. À, tùy theo chứ không phải, dạ, dạ. Cũng 5 ngàn. Dạ, dạ. Vậy đây là chỉ là cái khu vực gửi xe ở phía trước thôi. Mà bà con thấy cái lượng xe sáng nay gửi khá đông luôn á. Và đây là cái lối đi vào chợ hàng cá, bên này là hàng thịt, có lẽ đi vào trong đó tí xíu ha. Ngay tại cái đầu đường này thì có cái quầy bánh mứt. Trước đây là quầy chè. Chị đây nè, bán các loại kẹo, các loại bánh mứt ở đây luôn. Quầy bánh kẹo của em Hạnh ngay tại đầu đường đi vào cái lối đi vào hàng cá nha. Ồ, các loại kẹo, những cái tháp trang trí rất là đẹp ha. Đây là bánh in các loại. Đây là hàng quầy trà xanh. Em tên gì em? Dạ em tên Trung. Tên Trung hả? À. Trung trà xanh nha. Trung trà xanh. Ngay tại chợ Vạn Ninh. Phía trước là quầy hàng của chị Nở đang bán mền mùng, khăn bàn. Món gì đây, món gì đây, quay nước.
Quầy chì su xe su xáo có 5.000 một ly thôi. Đặc biệt ở chợ Vàng Dẻ mới có vé 5.000. Người ta lên vé rồi đấy em. Em vẫn còn vé cũ hả? Ủa, cá mỹ tú lê đi chợ nữa. Lúc nãy giờ con tìm má không ra. Đây mỹ tú lê đang đi chợ mua thịt. Đây là hình ảnh chợ huyện Vạn Ninh vào ngày 17 tháng Chạp. So với năm trước á, mà ở thời điểm này thì lượng khách đến chợ khá là đông. Tuy nhiên năm nay Tú Lê quay lại đây thì thấy cũng rất là thưa thớt. Chị, hồi sáng giờ khách đông không? Ở đây đường đây họ mua đông không? Sao năm nay thấy vắng như ta? Tú Lê nghĩ là có thể là những cái chợ xẻ, những cái chợ mà ở vỉa đường á, họ mọc lên ở dưới đường biển. Đúng không? Cho nên ở dưới đó họ tập trung đông hơn là trên này. Sao họ không tập trung ở trên chợ mình bán luôn á? Chứ năm trước mà thấy trên này đông. Rồi tôi lên lại tiếp tục đi sâu vào chợ nha. Mấy bảy đang đi chợ. Mấy bảy mỹ tố lê nè. Mấy bảy, mấy bảy không nghe. Bên này là quầy thịt bò. Mấy bảy đang mua trẻ hả? Sáng mai là nhà của Tố Lê đám giỗ mẹ mé lớn cho nên hôm nay mé đi chợ mua đồ đạc để chuẩn bị mai đám giỗ nè. Nhảy đi cho cái video tôi nó hay một xíu coi. Tôi lê lại qua một cái lối đi khác. Lối đi này nó cũng song song giống như cái lối bên cạnh. Bên này thì hàng bánh kẹo thì nó nhiều hơn. Và đây là cái quầy đầu tiên là quầy trái cây của chị Hà. Năm nào cũng vậy đó. Mỗi khi Tết đó là cái quầy trái cây của chị Hà. Khá là nhiều trái cây luôn. Rồi quay lên thấy hình ảnh nó đẹp lắm luôn nè. Và chị Hà đang ngồi ở phía góc trong. Dạ. Ủa sáng nay sao ngồi rảnh rỗi vậy? Dạ. Dạ chị, về chị đi qua rồi chị. Dạ. Phía bên này là quầy bánh kẹo trái cây và đồ trang trí ha. Tố Lê sẽ quay cho cô chú xem từng quầy bánh kẹo ở đây. Đây là mứt dừa. Trời ơi, thấy mứt dừa thèm quá chừng luôn.
Đây là những cái thép mà bánh in trang trí trên bàn thờ. Ồ, năm nay nó rực rỡ lắm luôn. Nhìn trong video á, bánh kẹo nó nổi rực rỡ luôn. Đây là quầy bánh kẹo Nghĩa Bông tại chợ huyện Vạn Ninh. Dàn dẻ chị. Dàn dẻ. Chợ huyện Vạn Ninh chứ. Trời ơi, chứ còn có 13 ngày nữa Tết rồi, sao bà con không mại vô, mại vô mà mấy quầy bánh trái này thấy ế dữ gì ta. Đang đông mà chị là ế, chắc rồi. Quảng cáo kiểu này là tiêu rồi. Đông nghẹt người luôn. Hình như anh ở xe ở đâu về đây đúng không? Nước Lèo. À. Nước Lèo là gần bên nước ngoài á đúng không? À. Dạ anh, dạ. Gần bên US đây. À, gần bên US đây. Về ăn Tết hay sao anh? À, về ăn Tết, về thăm vợ. Dạ hả? Về thăm gia đình. Dạ. Mấy năm anh mới về lại? 5 năm, 2 dạ. năm nữa đó. Cảm thấy năm nay về Việt Nam như thế nào anh? Gặp giá leo thang. Nhìn qua nhìn lại chỉ có một mình anh với chị với hai người thôi. So với năm trước á, ngày hôm nay là quầy hàng rất là đông luôn anh. Dạ rồi. Gác chịu view đi. Dạ. Chịu view có tiền xài. Tôi lại đi vào những cái quầy kế cận. Trời ơi, đang quay phim mà nhìn qua thấy mấy cái túi chị, mấy cái túi dừa rim này nè. Trời ơi, sao nó ngon dữ vậy trời. Chị, dừa rim năm nay nhiêu ký vậy? 90 hả? Ồ, cái gừng nữa, gừng cũng ngon nữa. Gừng thì bao nhiêu một ký chị? Gừng cũng 90 luôn. Dạ. Bá lộn xộn rồi. Rồi, nó ngon. Dạ, hốt qua đây trước rồi, để cho nó quay. Nó không hốt. Ủa, được 4 màu luôn hả chị? Tại 7-9 màu tài. Thích quá. Vui, màu tài chuẩn bị ổng ghê. Cái tối nãy làm gì cái chỗ đây chị là chị Bông đúng không chị Bông? Còn chị tên gì vậy? Chị Long. Chị Long, em quên vậy. Chị Thiên, chị Thiên. Dạ. Dạ, đây là cái quầy bánh kẹo của chị Thiên. Năm nào cũng vậy hết á. Mấy ngày này là chị Thiên rộn ràng lắm luôn. Ra quầy chị Thiên này thấy hấp dẫn luôn nè. Trời, bánh thủng nè bà con. Còn mấy giấy số thì ơ lắm, ủng hộ trang trời giấy số luôn nè chị ơi. Bánh thủng bao nhiêu một túi như thế này? Một bị bao nhiêu cá chị Thiên? Dạ. Dạ. Ở cái khu vực này thì mấy chị á mà bán bánh kẹo liên hàng như thế này. Cái nghĩa là hàng này quầy này thì hết tới quầy kia kéo cận nhau. Cái khu vực này là rất là đông đúc người buôn bán những cái hàng bánh mứt kẹo tại chợ huyện Vạn Ninh. Bên này là quầy của chị Liên Hậu, phải không? Dạ. Chị Liên Hậu chỉ trang trí những cái quầy bánh đẹp ghê luôn á. Ừ.
năm trẻ gì à? Cái này là mứt mứt chùm ruột riêng. Ủa em này chung của chị Liên Hậu luôn hả? Hay là riêng? Khác hàng hả? 71 con to mà. 71 con to mà. Em tên gì biết? Em đã tờ con tờ lý đó lại. Đó là con cầm chiếc nào đó. Ờ. Quay đi, quay xong lên mạng, mở mạng lên coi. Quay xong rồi lên mạng á, là mở mạng ra coi. Ờ, u bé rồi có. Thích nhất là những cái cốm này nè. Ủa? Chưa, chị chưa mua. À. Chị về lâu rồi mà. À. Bữa nay chị ghé nha. Sáng nay chị quay phim xíu. À. Đi lòng vòng một chập rồi cũng gặp mẹ Tú Lê đang mua đồ ở đây nè, góc này nè. Đây là quầy bông. Đây là quầy hàng của chị Ngọc Lan. Chị, những cái thép sen này là mình xài điện hay là mình... Đó, được. Cái đó bên trong là đặc sản Hải Dương. Đã bánh đồ xanh. Trước cúng rồi sau này mở đây để ăn rồi xong để đá rồi cúng cho chết. Ồ, vậy hả? Ồ, đẹp quá. Trong này nó là đồ xanh đồng vàng. Dạ. Dạ. Đây là chị Ngọc Lan ở phía trước. Chị chẳng chẳng có gì mà. Dạ. Tối qua chị về bất ngờ luôn. Đó. Không có báo trước chị. Ngọc Lan đang ở trong mộ mị đi, đang ở trong đập tán của. Cái con gì mà vậy? Dạ. Con không có gì. Đây qua đây. Ồ, bên trong nó có mấy cái thép rồng đẹp quá chừng luôn. Chị Liên Hậu ơi, cho em vô trong em quay cái thép mà, nha. Dạ. Dạ. Đây là mấy cái thép trang trí hình con rồng, con phụng. Ồ, đẹp quá chừng luôn. Chị, cái cặp này bao nhiêu tiền vậy chị? Một cặp đó, 700 cặp. Dạ.
700 ngàn. Mua đáng đồng tiền luôn. Ủa, nãy giờ em không có thấy mấy cái quầy kia có. Hình như các mình hàng chị liên hộ. Đây là chủ quầy bánh kẹo. Nhìn em cái coi. Phía bên này là quầy bánh kẹo của cô Dọn. Góc bên này thì đang nhộn nhịp hơn. Bắt đầu bây giờ thì mấy cô đang mua bánh kẹo Tết rồi phải không? Ờ dạ. Cô Dọn ơi. Cô Dọn. Bây giờ cái bị đây mấy nắng nhiêu nè? 40. Cái đây cũng 40 là 80. Dạ. Đây một cái bánh kẹo lứt hơn. Cô Dọn ơi, cô Dọn. Nhìn lên cái em. Đâu? Đâu? Vô chưa? Dạ rồi. Cái này 45 không? Ăn cuốn. Cái đó bà bán cho mình. Ủa bên kia là hàng khác nữa không phải hàng mình hả? Chị cái quầy bánh của mình tên gì chị? Cái quầy bánh của mình tên gì? Của Hồng, của chị Hồng. Dạ, video đến đây là kết thúc. Cô chú anh chị và các bạn xem video thông cảm. Sáng nay Tố Lê đi quay chỉ có một mình thôi, cho nên không có hình ảnh Tố Lê ở trong video. Hẹn là cô chú anh chị và các bạn gặp nhau ở video sau nha. Tố Lê xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo về ngày Tết tại chợ huyện Vạn Ninh. Xin chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều niềm vui và may mắn.